Thưa quý vị, trong các ngày qua, lãnh đạo các đảng, các nước tiếp tục gửi thư điện chúc mừng đồng chí Tô Lâm nhân dịp đồng chí được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bầu giữ chức Tổng Bí thư. Trong thư chúc mừng, Thủ tướng Singapore Hoàng Tuấn Tài tin tưởng rằng mối quan hệ chặt chẽ giữa Singapore và Việt Nam sẽ tiếp tục được tăng cường dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore Lý Hiển Long khẳng định Singapore luôn sẵn sàng cùng Việt Nam nắm bắt các vận hội kinh tế và chiến lược trong khu vực, mở rộng hợp tác và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai đảng, nâng cấp quan hệ song phương giữa hai nước lên tầm cao mới. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin bày tỏ tin tưởng chắc chắn với sự chỉ đạo tài tình và lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục tiến bộ và thịnh vượng. Thủ tướng Thái Lan mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Thái Lan-Việt Nam hướng tới đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Thư chúc mừng của Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu cho biết, tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ngài sẽ dẫn dắt sự tiến bộ, thịnh vượng và thành công liên tục của Việt Nam, quốc gia thân thiện, làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương của chúng ta. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam được xây dựng trên nền tảng hiểu biết sâu sắc, tin cậy lẫn nhau và hợp tác đa phương mạnh mẽ. Thủ tướng Australia lãnh đạo công đảng cầm quyền Anthony Albanese chúc mừng đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định Australia và Việt Nam là những người bạn bền vững, quan hệ hai nước có nền tảng là mối quan hệ bền chặt giữa nhân dân hai nước và sự tin cậy chính trị chiến lược. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được củng cố hơn nữa về tư tưởng và tổ chức dựa trên chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxis khẳng định, với kinh nghiệm dày dặn phụng sự đất nước trên nhiều cương vị khác nhau, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện thành công con đường mà những người tiền nhiệm kiệt xuất đã đề ra. Đảng Cộng sản Mỹ khẳng định hiểu biết sâu sắc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về các nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lênin và các chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam đã định hình phong cách lãnh đạo sáng tạo và độc đáo của đồng chí, góp phần xây dựng Việt Nam trở thành xã hội hiện đại có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một quốc gia mẫu mực với mức sống ngày càng cao. Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil Luciana Santos đánh giá cao quyết tâm cống hiến hết mình của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc tiếp tục thúc đẩy công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy thành quả của các thế hệ lãnh đạo tiền bối của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, tăng cường đoàn kết trong Đảng, nỗ lực thực hiện các mục tiêu Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đề ra. Đảng Lao động Brazil chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới sẽ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được nhiều thành tựu xuất sắc. Chủ tịch và Tổng thư ký Đảng Cộng sản Chile chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và khẳng định trong trái tim của người Chile luôn ghi dấu lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Chile mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Đảng Tổ quốc cho tất cả Cộng hòa Dominica tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái những thành công mới trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Cũng nhân dịp này, nhiều tổ chức nhân dân thế giới thông qua các tổ chức nhân dân của ta cũng đã gửi thư điện chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thưa quý vị, chiều nay ngày 7 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo ra soát xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã chủ trì phiên họp thứ 2 của ban chỉ đạo. Theo Bộ Tư pháp, đến nay đã nhận được báo cáo của 15 bộ, cơ quan ngang bộ, 55 địa phương và một số hiệp hội doanh nghiệp về ra soát văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời nhận được 594 kiến nghị đối với 13 luật. Trên cơ sở ra soát, Bộ Tư pháp và nhóm giúp việc ban chỉ đạo đã tổng hợp phân loại các vướng mắc bất cập mang tính cấp bách cần xử lý tại 13 luật, gồm luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật PPP, luật doanh nghiệp, luật quy hoạch và luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý thuế, luật quản lý sử dụng tài sản công, luật kế toán, luật dự trữ quốc gia, luật kiểm toán độc lập và luật chứng khoán để tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn nhằm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh hiện nay. Tại phiên họp, Ban chỉ đạo đã rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, các nguyên lý, nguyên tắc rà soát văn bản pháp luật, những nội dung có vướng mắc khó khăn, nguyên nhân và giải pháp khắc phục, xem xét đánh giá về thực trạng tình hình xử lý văn bản sau rà soát thời gian qua, đề xuất các giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ, chất lượng của hoạt động xử lý văn bản sau rà soát. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì các nội dung các luật liên quan, Bộ Tài chính chủ trì các nội dung liên quan quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thẩm định, tập hợp, làm các thủ tục quy trình, vừa bảo đảm đúng thời gian, vừa bảo đảm chất lượng, bảo đảm tính khả thi cao, hiệu quả khi tổ chức thực hiện, khi thông qua. Thống nhất rà soát lại các nhóm nhiệm vụ,
các bộ ngành địa phương tiếp tục rà soát, tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp. Quá trình làm phải phối hợp từ sớm từ xa với các ủy ban của Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội. Quá trình hoàn thiện phải lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức hội thảo, lấy ý kiến nhân dân qua các kênh vẫn làm từ trước tới nay. Hồ sơ phải chuẩn bị kỹ, đánh giá tác động. Về lộ trình, ngày 1 tháng 10 năm 2024 phải trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Từ nay đến đó phải hoàn thành công tác soạn thảo văn bản. Ngày 10 tháng 9, Bộ Tư pháp hoàn thành việc thẩm tra. Ngày 20 tháng 9, Chính phủ dự kiến thông qua. Các hồ sơ trình phải bảo đảm nghiêm túc, đầy đủ, chặt chẽ, phối hợp chặt chẽ với các ủy ban của Quốc hội, các bộ ngành bố trí nhân sự làm công tác này có trách nhiệm, kiến thức, tâm huyết, ưu tiên trang thiết bị, máy móc cần thiết, bố trí kinh phí bồi dưỡng kịp thời, xứng đáng. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Tài chính Ngân sách. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Tài chính Ngân sách là ba cơ quan có khối lượng công việc rất lớn từ đầu nhiệm kỳ đến nay, vừa thẩm tra hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội thông qua, vừa chủ trì tiến hành các giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giám sát các lĩnh vực phụ trách cùng với các cơ quan của Chính phủ tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm thu chi ngân sách nhà nước, thúc đẩy các lĩnh vực môi trường, khoa học công nghệ. Cùng với đó, các ủy ban đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ đột xuất phát sinh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tiễn phát triển, thẩm tra tham mưu đóng góp ý kiến đối với các đề án, báo cáo do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương giao cho Đảng đoàn Quốc hội. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến nay, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thường trực các ủy ban tập trung đánh giá những việc đã làm được, những hạn chế tồn tại trong thực hiện chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội. Chương trình xây dựng luật pháp luật nêu rõ những đề xuất kiến nghị để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ủy ban cũng như của Quốc hội trong thời gian tới. Đến nay, ba ủy ban đã hoàn thành 89 trên 109 nội dung nhiệm vụ trong chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, đạt 81,7%. Trong 156 nhiệm vụ lập pháp, các ủy ban này đã hoàn thành 131 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 83,97%. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều ngày 6 tháng 8 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, đoàn công tác của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tham dự lễ khánh thành phòng thí nghiệm dữ liệu và truyền thông về thiên tai, động đất. Đây là dự án đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Lào. Phòng thí nghiệm dữ liệu và truyền thông về thiên tai tại Lào được bắt đầu cải tạo, lắp đặt thiết bị và phần mềm từ cuối tháng 7 năm 2024 với 4 màn hình hiển thị, 2 bộ máy vi tính và một số thiết bị công nghệ được sử dụng trong việc quan trắc tình hình động đất theo thời gian thực. Số liệu động đất được kết nối truyền nhận tới phòng thí nghiệm trong thời gian thực từ các trạm động đất ở Lào và từ các hệ thống quan trắc ở các quốc gia khác như Việt Nam, Thái Lan và hệ thống quốc tế. Hiện tại, Lào có 3 trạm quan trắc để theo dõi những trận động đất. Khoảng cách giữa các trạm là từ 150 đến 300 km. Với số lượng ít trạm quan trắc như vậy khiến cho việc theo dõi các trận động đất độ lớn hơn 4,0 có độ chuẩn xác thấp. Phòng thí nghiệm dữ liệu và truyền thông về thiên tai do Việt Nam hỗ trợ xây dựng sẽ góp phần đối phó với những thách thức do thiên tai gây ra, là bước chuẩn bị quan trọng cho việc triển khai dự án xây dựng trung tâm dữ liệu và truyền thông về thiên tai động đất tại Lào. Chiều nay tại Hà Nội đã diễn ra diễn đàn đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Diễn đàn được tổ chức nhằm dự báo mô hình tăng trưởng của Việt Nam, tìm kiếm các giải pháp đổi mới hệ thống ngân hàng để hỗ trợ nền kinh tế. Diễn đàn đã tập trung trao đổi các nội dung quan trọng như dự báo tình hình tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm, giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng Việt Nam, vai trò khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế. Mặc dù nền kinh tế Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng là 6,42% trong 6 tháng đầu năm, nhưng những điểm nghẽn của nền kinh tế như việc phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế chưa cao, cùng tác động từ biến động địa chính trị toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng GDP 7% của năm 2024. Nhằm chia sẻ xu hướng ứng dụng AI trong ngành ngân hàng trên toàn cầu, giới thiệu các công nghệ mới và thực tiễn triển khai AI phù hợp với bối cảnh ngành ngân hàng Việt Nam, sự kiện xu hướng ứng dụng AI và thực tế triển khai trong ngành ngân hàng do FPT Digital tổ chức đã diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội. Ngành ngân hàng là một trong nhiều ngành có mức độ phát triển trí tuệ nhân tạo AI cao nhất, với 85% ngân hàng đã thiết lập chiến lược ứng dụng AI trong xây dựng sản phẩm, dịch vụ mới và hơn 59% nhân sự đang sử dụng AI trong hoạt động hàng ngày. Tin
kinh phí của các ngân hàng cho trí tuệ nhân tạo Gen AI được dự đoán sẽ tăng lên 85 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, tăng mạnh so với mức 6 tỷ đô la Mỹ năm 2024, đánh dấu mức đầu tư tăng hơn 1.400%. Xu hướng đầu tư mạnh mẽ này cho thấy rõ sự dịch chuyển từ ngân hàng truyền thống Digital Bank sang ngân hàng trí tuệ nhân tạo AI Bank. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, việc triển khai sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là vấn đề bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư. Do vậy, các ngân hàng cần có kế hoạch triển khai linh hoạt, đầu tư vào hạ tầng công nghệ và đào tạo nhân lực mới có thể tận dụng tối đa tiềm năng ngành này mang lại. Cũng trong chiều nay, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức hội thảo vai trò của doanh nghiệp trong tham gia xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Qua thực tiễn 17 năm thi hành, luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đã phát sinh hạn chế, bất cập, đòi hỏi phải sửa đổi để phù hợp với các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đáp ứng yêu cầu khách quan của thực tiễn sản xuất kinh doanh. Do đó, việc xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật là rất cần thiết. Theo các doanh nghiệp, ban soạn thảo cần xem xét lấy ý kiến doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng là đối tượng chịu tác động, xem xét tính hợp lý, hạn chế chi phí tuân thủ, tránh tình trạng tiêu chuẩn về phép thử không hợp lý, ban hành quy chuẩn có quá nhiều phép thử, gây tốn kém, bảo đảm tính thống nhất với các quy định khác liên quan, đồng thời cần tương thích với các cam kết tiêu chuẩn quốc tế. Trong một tuần trở lại đây, hàng trăm hộ dân ở vùng nuôi bò sữa Lâm Đồng thuộc hai huyện Đức Trọng, Đơn Dương đang vô cùng lo lắng bởi tình trạng hàng chục con bò sữa mắc bệnh, nhiều con đã chết mà chưa rõ nguyên nhân. Trước tình hình đó, ngành chức năng của tỉnh Lâm Đồng đã và đang tiến hành tiêu độc khử trùng, thống nhất phác đồ điều trị để giảm bớt thiệt hại cho người chăn nuôi. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, kể từ khi xuất hiện dịch bệnh đến ngày 5 tháng 8, tại huyện Đơn Dương và Đức Trọng có 34 con bò chết với các triệu chứng bỏ ăn, tiêu chảy. Đến ngày 7 tháng 8, con số này đã tăng lên thành 68 con, trong khi còn hơn 2.000 con đang bị nhiễm bệnh. Tác nhân chính dẫn đến dịch bệnh hiện chưa được xác định. Tuy nhiên, theo nhiều hộ dân, tình trạng bệnh xuất hiện sau khoảng một tuần từ thời điểm đàn bò được chích ngừa vaccine viêm da nổi cục. Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các địa phương dừng việc tiêm vaccine viêm da nổi cục trên đàn bò sữa. Đồng thời, trực tiếp các cán bộ kỹ thuật và lãnh đạo chi cục cùng các đơn vị liên quan đã xuống hỗ trợ điều trị cho bò tại các địa phương. Thưa quý vị, quy định số 148 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước được coi là đòn bẩy nâng cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên, góp phần khuyến khích cán bộ đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Quy định số 148 đã làm rõ 5 căn cứ tạm đình chỉ công tác trong trường hợp cần thiết và 2 căn cứ tạm đình chỉ công tác trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng. Tất cả là nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ, đúng căn cứ, thẩm quyền, trách nhiệm, thời hạn, thủ tục, hồ sơ theo quy định, bảo đảm ngăn chặn kịp thời những hành vi tiêu cực gây cản trở việc xem xét xử lý đối với cán bộ vi phạm. Cái điểm mới ở đây tức là điểm gì? Điểm là chúng ta có quyền là đình chỉ những cái người mà khi thấy dấu hiệu vi phạm để cho cái bộ máy của chúng ta vẫn thông suốt từ trên xuống dưới, không bị mắt xích nào bị vì một mắt xích mà chúng ta ngừng cái hoạt động và ảnh hưởng đến tất cả những cái công cuộc mà chúng ta đang phát triển, kể cả những cái dự án đầu tư lớn, những công trình lớn. Cho nên là đây là phải nói là một cái quy định phải mang cái tính mới trong cái giai đoạn hiện nay và rất phù hợp. Đáng chú ý là quy định số 148 nêu rõ, cán bộ cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng nhiệm vụ được giao và cán bộ có hành vi nhũng nhiễu tiêu cực gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong quá trình thực thi công vụ sẽ bị tạm đình chỉ công tác. Việc áp dụng những căn cứ này có thể giải quyết ngay lập tức việc ùn tắc, đứt gãy trong các hoạt động dân sự, kinh tế xã hội, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện mới nảy sinh trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Cán bộ trong cái quy định này thì phải được hiểu là tất cả những cái đội ngũ cán bộ công chức mà đang làm trong các cái cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị và đối với các đơn vị sự nghiệp công. Cái thứ hai tức là cái việc tạm đình chỉ công việc, tức là hiểu đây tức là buộc cái cán bộ phải dừng cái việc mà thực hiện cái chức trách nhiệm vụ được giao trong cái thời hạn nhất định. Ở trong quy định cái thời hạn là khoảng 15 ngày và nếu có kéo dài thêm thì cũng không quá 15 ngày.
Trên thực tế, né tránh đùn đẩy công việc, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ đã và đang là thực trạng xảy ra ở một số cơ quan địa phương và một bộ phận cán bộ công chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo quản lý. Điều này dẫn đến giảm hiệu lực hiệu quả quản lý, giảm niềm tin của người dân doanh nghiệp, ảnh hưởng đến thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Cán bộ công chức có cái trường hợp tức là cố tình trì trệ, rồi né tránh đùn đẩy và không thực hiện nhiệm vụ. Cũng như là đối với lại các cái cán bộ công chức, viên chức mà vi phạm trong cái việc nhũng nhiễu, rồi làm tiêu cực đối với nhân dân, bị đình chỉ và hoặc bị xử lý một cái kỷ luật, một cái nghiêm khắc, thì chắc chắn là sẽ tạo ra một cái hiệu ứng là khuyến khích những cái người mà cán bộ như vậy với có một cái phẩm chất đạo đức và cũng như là năng lực thì sẽ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đầu tiên tức là ta loại được những cái người mà trì trệ, người làm kém hiệu quả ra khỏi bộ máy, và trên trong trường hợp đấy thì mới lại khuyến khích những người năng động sáng tạo, bởi vì có những người trì trệ thì bảo thủ thì những người năng động sáng tạo không thể có chỗ mà chen chân. Điều thứ hai, nếu chúng ta loại được những người trì trệ và làm kém hiệu quả ra khỏi máy thì chúng ta thu gọn được bộ máy, ta làm bộ máy gọn hơn, hiệu quả hơn và ta lại có quyền dùng cái tiền đấy để ta tăng, gọi là cải cách tiền lương. Có thể thấy việc triển khai thực hiện quy định số 148 một cách nghiêm túc sẽ góp phần không nhỏ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Cùng với đó, khuyến khích cán bộ đảng viên thể hiện bản lĩnh chính trị, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chức năng được giao.